Ok. Ừ? Vâng. Cái này á? Bác đánh bóng bàn hay lắm. Hay thì sushi chưa hay. Chi chơi cũng chi hoạt là được mà. Sushi chưa được. Thắng rồi đấy. Thẳng. Ê. Ngược. Ngược thì tay chịu. Nhưng mà ở bên kia ai là bút cam ấy thì là nhiều nhiều là thắng đúng không? Ai thua thì phải phải bán trước. Cái này cũng đi thì thực vài tự nhiên. Cái này sushi thua rồi, sushi thua trước rồi. Bắn bắn được dưới thì bắn ở đây luôn. Cái này hơi chậm hơn, chậm thì bắn được, chỉ bắn nhanh thì không được. Nếu được thì hơi khó nhỉ. Lực kim. Cái gì đúng không? Sushi vẫn được đấy. Nó leo được không? Leo kia rồi thì sushi thẳng đi. À, xoáy xoáy. Xoáy bóng. Tôi phải bắn gấp gấp chỉ không chịu bắn gì nữa. Chết. À, chạy chạy nhưng mà chưa được. Nói chung là sushi cũng nhiều lần thắng rồi. Nhiều lần thắng.
Mấy nữa thì thắng toàn phần. Mấy xem như toàn là phim. Bài một tí quá gần và đánh chị cũng chịu không đỡ không kịp cái này là tôi thành nên là tôi gầm rồi bình thường là không được sớm hả đúng không thầy bỏ qua được đẹp hai lần tay này là hai lần thẳng rồi đúng không chiều đỡ được nhưng mà sẽ
bánh bánh ở ngoài. Ồ đấy xem sushi nên mặc xá thì thế bánh mặc lắm đồ một chút cũng lành như là đi xa. Đừng không rồi, không được chạy tay rồi. Mệt rồi à? Không. Không đúng. Đúng, nghĩa là không kịp chạy tay. Đang như này rồi, ngược tay. Như là tốt hơn một chút. Cái này thì càng nhảy nhiều như là đi xa thì lên kia thôi thì để ở dưới bên trong này. Đúng rồi, cái này nặng hơn, cái này ăn cũng được nhưng mà ăn được. Cái này đem thẳng luôn xong như này xoáy bóng xoáy đấy thì vừa bắn là bóng xoáy. Bóng xoáy không được đấy, cái này như này cũng xoáy. Sushi phải nhảy như con khí. Thank you.
đơn đi rồi trái phải này. Xuống nữa. Trái phải cho nó. Chi đe đẻ bóng mà chắc mất xin thì dễ hơn nhiều. Anh em này. Như này thì rất dễ. Chị bên kia khổ hơn một chút đúng không? Bên này là nó đúng rồi. Cái này nhẹ. Rồi. Con nạt tay rồi. Thỉnh thoảng thôi. Ồ, cao quá. Đây là chút. Ồ, tưởng là ngoài. Ồ, cái này học quá đấy. Thắng rồi, tôi xin thắng. Ồ. Như này thì chỉ bằng một chút rồi nhiều lên cao. Như này thì đi sắp bắn rồi. Một thời gian thôi cho mình đi về. Nhiều rồi. Không biết bao nhiêu thời gian mình chơi rồi. Chơi không người ta biết là chơi bao nhiêu. Thôi, ở ngoài rồi. Mình sắp xếp cái này. Hôm nay như thế này cô tập. Đúng rồi. Thứ hai đi cô tập đâu? Mai ngày kia. Mai kia.